Bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài assignment môn SQL Server. Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu quản lý nhà trọ cho thuê. Thì bài tập hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm mà viết chương trình nhập vào tạo ra database với các cái mối quan hệ một nhiều, cài đặt cơ sở dữ liệu, các liên kết, các ràng buộc. Thứ hai là bạn sẽ nhập vào các bảng ghi. Thì bài tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm các thông tin vào bảng. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra ba cái procedure người dùng nhà trọ đánh giá. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu với các procedure của chúng ta phải kiểm tra dữ liệu đầu vào, không chấp nhận là thuộc tính null, có nghĩa là bạn phải nhập tất cả các dữ liệu vào. Nếu cái tham số mà tương ứng mà chúng không được truyền vào giá trị thì nó sẽ không thực hiện chèn, có nghĩa là không thực hiện chèn và báo ra cho chúng ta là bạn phải là nhập thông tin đầy đủ hoặc là thiếu thông tin. Và cái lời gọi hàm thứ hai là chèn dữ liệu thành công hoặc là thông báo lỗi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là biết cái thủ tục này. Ở đây thì các bạn sẽ mở cái cơ sở dữ liệu của chúng ta ra, quản trị nhà trọ. Chúng ta bấm chuột phải và New Query. Đồng thời thì ở đây mình sẽ mở cái diagram lên cho bạn xem. Các bạn muốn nhập dữ liệu vào trong cái nhà trọ thì đầu tiên thì mình sẽ nhập dữ liệu vào trong bảng người dùng. Chèn dữ liệu vào người dùng. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra procedure cho các bạn người dùng. Procedure insert vào một bảng người dùng thì đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ viết câu lệnh là insert vào bảng người dùng. Ở đây các bạn viết là insert into table người dùng các bạn. Người dùng. Ở đây thì các bạn sẽ mà viết vào các tham số tên người dùng. Tên người dùng này. Gì nữa các bạn? Ở đây chúng ta sẽ có là mã người dùng, tên người dùng, giới tính, điện thoại. Mã người dùng, tên người dùng, giới tính, điện thoại, số nhà, đường, phường, quận, email. Số nhà, đường, phường, quận, email với cái giá trị mã người dùng kiểu integer thì chúng cho là một, tên người dùng mình cho là nam nv, giới tính là true phone các bạn nhé. Ở đây mình sẽ truyền vào là một, điện thoại 0935999888, số nhà là Hàng Thuyên, số nhà quay nha 187, đường Hàng Thuyên, phường ví dụ như là Hòa Cường Bắc này, quận Hải Châu này, email là nam fpt.edu.vn, ví dụ như thế. Sau đó thì các bạn sẽ thực hiện câu lệnh insert. Ở đây thì các bạn thấy câu lệnh insert của chúng ta đã thực hiện thành công. Và ở đây mà chúng ta có thể là bạn có thể là select câu lệnh này ra, các bạn xem select sao from người dùng. Thì trong bảng người dùng này chúng ta đã có một trường dữ liệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết câu lệnh là tạo ra một cái thủ tục chèn vào người dùng. Tạo
tạo thứ nhập vàng chàng người dùng thì chúng ta sẽ viết lại là create from xp, phụ tục là xp này, insert người dùng. Và chúng ta sẽ có những cái tham số. Tham số ở đây, này. A cộng mã người dùng, A cộng tên, giới tính, điện thoại, số nhà, số đường, phường, quận và email. Ở đây thì chúng ta là mã người dùng là kiểu integer, tên người dùng là kiểu n và cha, mình sẽ cho là 50. Giới tính của chúng ta thì chúng ta sẽ cho kiểu là kiểu big. Điện thoại thì chúng ta sẽ cho kiểu n và cha, n và cha cũng được. Tương tự là số nhà, tên đường, phường, quận và email. Đó, ví dụ như thế. Cái này thì chúng ta để giá trị. Rồi, tên người dùng, điện thoại. Điện thoại thì mình sẽ để là 12 số. Số nhà, đường, phường, quận, email. Ok, ở đây là mình đã tạo ra một cái from. Ở đây mình có thể cho giá trị mặc định của nó là bằng null. Các bạn sẽ bằng null hoặc là mình sẽ truyền thẳng giá trị vào đây. Ở trong này thì nó sẽ bảo này, phải nhập đầy đủ cái giá trị. Ở đây thì mình sẽ nhập đầy đủ cái giá trị. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm là S. Và chúng ta sẽ thực hiện chèn người dùng vào. Chèn người dùng vào thì chúng ta sẽ có câu lệnh insert này các bạn nè. Và chúng ta sẽ cho các cái giá trị này vào. Mã người dùng là tên người dùng là cái nam NV này, giới tính, điện thoại, số nhà, đường, phường, quận và email. Ok, thì ở đây chúng ta đã có một cái procedure người dùng và chúng ta sẽ thực hiện chạy câu lệnh này. Thì chương trình của chúng ta đã tạo ra thành công một cái insert người dùng và chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh này. Execute insert người dùng và chúng ta sẽ truyền vào giá trị. Giá trị đây các bạn nè. Và chúng ta sẽ dán vào. Ở đây mình sẽ cho là mã người dùng là 2 này, nam NV2 ví dụ như thế. Và chúng ta sẽ thực hiện chạy cái câu lệnh này. Ở đây thì các bạn biết câu lệnh insert into với giá trị vào và chúng ta sẽ để nguyên để chúng ta sẽ test cái giá trị của nó. Và cái câu lệnh insert into của chúng ta này, chúng ta đã chạy được cái procedure của chúng ta đây và nó thực hiện chèn vào một mã người dùng. Sau đó thì chúng ta sẽ viết câu lệnh select. Ở đây thì nó đã chèn cho chúng ta hai người dùng. Tiếp theo chương trình của chúng ta bảo chúng ta là yêu cầu với procedure này, trong mỗi procedure phải kiểm tra giá trị đầu vào
với các cột không chấp nhận là thuộc tính null. Có nghĩa là bạn nếu mà null thì mình sẽ bổ lỗi. Nếu tham số đầu vào tương ứng của chúng không được truyền vào giá trị thì không thực hiện lệnh tràn mà in ra thao báo là người dùng phải nhập đầy đủ dữ liệu. Ở đây thì mới viết hai lời gọi hàm, một lời gọi hàm là thành công và một lời gọi hàm là in ra thao báo lỗi. Thì chúng ta sẽ viết cái yêu cầu này vào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra dữ liệu. Ở đây thì chúng ta đã viết câu lệnh này xong rồi. Giờ mà chúng ta muốn là viết ra câu lệnh thông báo lỗi thì chúng ta phải có hai cách. Một là chúng ta phải sử dụng đây là lệnh alter sửa cái procedure, hoặc là chúng ta có thể viết lại cách thứ hai thì chúng ta sẽ viết là nếu mà if này, cái object id này, cái object id này đây nha, insert người dùng này. Object id tên là insert người dùng này mà i not null, có nghĩa là đã tồn tại cái object, có nghĩa là đã tồn tại cái thủ tục là insert người dùng thì chúng ta sẽ drop này, đây nha, drop cái frog này đó, ok nha. Đã tồn tại thì mình sau đó thì các bạn bấm go và chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh tiếp theo. Có nghĩa là giờ chúng ta sẽ chạy nhiều lần nhưng mà câu lệnh của chúng ta nó sẽ không bị lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta chạy câu lệnh này như thế này thì như thế nào các bạn? Nó sẽ drop cái insert người dùng, sau đó nó tạo lại, drop tạo lại, được chưa? Thì cái câu lệnh của chúng ta nó sẽ không bị lỗi. Nhưng hiện bây giờ chúng ta sẽ chạy như thế này, tạo lại cái này, chạy lại cái này thì nó sẽ bị lỗi. Nó sẽ báo cho chúng ta là cái object anh em này này đã tồn tại, ok chưa? Và chúng ta sẽ viết câu lệnh là drop nó đi, được chưa? Chạy lại thì nó sẽ báo là thành công. Bởi vì sao? Trước đó nó đã xóa đi rồi, sau đó nó chạy lại. Thì ở đây chúng ta viết như thế này thì chúng ta có thể sửa lại cái frog này nhiều lần. Ở đây là như thế, mục đích của chúng ta là như vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sửa cái này, sửa lại cái người dùng này, as trong phần as này chúng ta sẽ kiểm tra nếu là bằng null thì chúng ta sẽ thông báo lỗi if a còng mã người dùng, được chưa, y null hoặc a cộng tay người dùng ba bằng mở ngoặc đóng ngoặc thì null nó, ok chưa? Thì chúng ta làm cái gì đó, begin a rồi thì chúng ta sẽ in ra câu thông báo lỗi print n. Lỗi. Được chưa? Thiếu thông tin đầu vào. Wow. Ngược lại chúng ta sẽ biết đó là LSA. Đúng không? If này. L này. Begin and và chúng ta sẽ ngược lại, chúng ta sẽ insert nó vào. Sau khi insert xong thì chúng ta sẽ in ra cho nó một cái thông báo thêm thông tin thành công, ví dụ như thế. Ở đây thì chúng ta đã có được cái product nhầm procedure thêm vào người dùng. Ở đây thì mình mới kiểm tra hai trường thôi các bạn nhé, còn các trường còn lại thì các bạn sẽ tự động kiểm tra. Tay người dùng tiếp theo là như thế nào,
Tiếp theo là on. Giới tính thì no. Và các bạn sẽ viết thêm những các trường hợp còn lại. Điện thoại, số nhà, đường, phường, quận, email. Sau đó thì cho các bạn sẽ thực hiện lại, chạy lại câu lệnh này. Để làm gì? Để tạo ra lại cái procedure insert người dùng. Các bạn chạy lại này. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ insert người dùng. Ở đây thì chúng ta sẽ viết câu lệnh là insert vào. Ở đây chúng ta sẽ chạy insert người dùng bằng procedure. Rồi không chạy. Ở đây thì các bạn thấy khi mình insert thành công thì nó sẽ báo chúng ta là thêm thành công. Mà chúng ta sẽ copy một cái các bạn bỏ xuống. Ở đây chúng ta sẽ sửa ID là bằng 4. Và mình sẽ truyền dữ liệu đây là bằng null. Đó. Và chúng ta sẽ thực hiện chạy câu procedure này. Thì nó sẽ báo lỗi. À, lỗi thông tin, thiếu thông tin đầu vào. Thì trong bài của chúng ta nó sẽ báo các bạn là trong mỗi cái procedure phải kiểm tra các lỗi đầu vào. Nếu tham số đầu vào tương ứng với chúng không truyền vào giá trị thì không thực hiện lệnh tràn và in ra câu báo lỗi. Mỗi cái procedure này viết hai lời gọi, trong đó thì một cái lời gọi tràn thành công và một cái là trả về thông báo lỗi. Thì ở đây các bạn thấy mình sẽ có hai cái lời gọi, một cái lời gọi là tràn thành công và một cái lời gọi là in ra thông báo lỗi. Thì ở đây nó là câu số 1. Ở đây mình đã làm xong cái bảng là tràn thông tin người dùng. Tiếp theo thì các bạn tràn thông tin vào các bảng nhà trọ. Thì trước khi tràn vào thông tin vào bảng nhà trọ, bảng nhà trọ đây các bạn. Bạn tràn thông tin vào bảng nhà trọ này thì bạn phải tràn cái thông tin vào trong cái bảng là loại nhà. Nhớ, loại nhà phải có dữ liệu rồi thì bạn mới tràn được cái thông tin nhà trọ, bởi vì trong này có cái mã loại nhà. Cái mã loại nhà này được lấy từ trong cái bảng nhà trọ này. Đó, thì các bạn mới tràn được vào được. Sau đó thì các bạn sẽ làm cái procedure tạo ra cái đánh giá. Thì ở đây sinh viên sẽ tự làm hai câu. Câu là tràn dữ liệu vào bảng nhà trọ và bảng đánh giá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm câu số 2A. Viết một cái procedure tham số đầu vào là phù hợp. Procedure này thực hiện tìm kiếm. Thực hiện tìm kiếm ở đây thì chúng ta sẽ viết câu lệnh là select style from. Thỏa mãn điều kiện thì chúng ta sẽ viết nó nằm ở mệnh đề where. Where theo cái gì? Theo quận nè, theo diện tích, theo ngày đăng, theo giá phòng và loại hình. Có nghĩa là mình sẽ viết câu lệnh select style from qua những cái điều kiện như thế này. Và những cái điều kiện này thì nó sẽ trả về cái gì? Trả về cột thứ nhất là cho thuê phòng tại địa chỉ. Cột thứ hai là định dạng theo mét vuông. Có nghĩa là diện tích này định dạng theo là mét vuông. Cột thứ ba là hiển thị là thông tin dưới dạng là chuẩn Việt Nam tiền. Tiền là hàng triệu này. Trăm triệu. Ví dụ 1 triệu 7 là 1.700.000. Hiển thị thông tin mô tả của phòng phòng trọ. Thông tin mô tả ở trong phòng mô tả của phòng trọ thì có là cái cột mô tả. Hiển thị là ngày đăng thì là ngày tháng năm. Cột thứ 6 là hiển thị thông tin người liên hệ là anh hay là chị. Số 7 là số điện thoại liên hệ và cột thứ 8 là địa chỉ người liên hệ. Viết hai lời gọi hàng. Ở đây thì cái bài này chúng ta sẽ chia làm hai bài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ viết câu lệnh select này để hiển thị thông tin này ra. Có nghĩa là mình sẽ select sao from cho thêm phòng trọ gì đó. Đi nha, hiển thị thông tin này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ viết cái này vào where cái điều kiện này. Và sau đó mình sẽ bỏ vào trong cái procedure là chúng ta sẽ kết thúc các bài này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ viết câu lệnh
Này, câu thứ nhất là cho thuê phòng trọ tại địa chỉ phòng trọ tên quận huyện. Ở đây thì bạn viết như thế này. Đây thì bạn có thể là nêu ra một cái query. Chúng ta sẽ select sao from nhà trọ. Và nhà trọ của chúng ta nó hiển thị như thế này. Các bạn nhớ nhập thông tin các nhà trọ vào để cho chúng ta có thể là tìm kiếm. Thứ hai là mình sẽ là viết có định dạng là cho thuê tại địa chỉ phòng trọ và tên quận huyện. Ở đây thì chúng ta sẽ viết câu lệnh này là nên là cho thuê tại hai chấm này, cách ra này cộng cho địa chỉ phòng trọ thì mình sẽ có là đường. Ok chưa bạn? Đường là số nhà chứ. Cộng cách này, này. Cộng cho đường. Cộng cho cách ra. Cộng cho phường. Cộng. Cộng cho quận. À, ví dụ như thế. Ở đây thì chúng ta sẽ in ra. Ở đây các bạn. Cho thuê tại. Này. Cái này chúng ta sẽ thêm chữ N vào các bạn nhé. Đây, đó. Cho thuê tại này, ví dụ như là 102 Hà Bồng này, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, ví dụ như vậy. Đây là số nhà. Ở đây các bạn có thể để dấu phẩy hoặc là bạn có thể là ghi là đường. Cái này mình sẽ ghi là đường rồi đúng không? Phường, ví dụ như phường ghi P chấm hay là phường gì đó hoặc là quận gì đó mình sẽ ghi thêm chữ Q chấm, ví dụ như thế cho chúng ta có thể là dễ thấy. Đây các bạn có thể xem cho thuê tại ví dụ như là 102 Hà Bồng này, phường Hòa Cường Bắc này, quận Hải Châu, ví dụ như thế. Ở đây thì chúng ta sẽ add địa chỉ thuê, ví dụ như thế các bạn nhé. N địa chỉ thuê là như thế. Số 2 là chúng ta sẽ hiển thị diện tích dưới dạng là theo chuẩn Việt Nam. Đó là ví dụ như là 30.5 mét vuông. À, mét vuông của chúng ta thì nó có chấm. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ sửa. Ở đây diện tích của mình là mình cho tròn quá, ví dụ như là 40. À, là số tròn quá thì các bạn sửa chữ lại. 30.5 này, ví dụ như thế. Này 25.5, ví dụ như thế. 50.8. 16.9 này, ví dụ như thế. Ở đây mình sẽ có một vài trường hợp nó sẽ có dấu chấm, ví dụ như thế. Ở đây thì chúng ta sẽ viết như thế nào. Mình sẽ viết cái thứ hai là select diện tích. Này mình sẽ có là diện tích. Rồi. Diện tích ở đây của chúng ta là gì? À. 30.5 mình cộng thêm mét vuông. Ở đây thì nó bảo cho chúng ta là không phải là 30 mấy chấm 5 mà là 30,5 các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ thay thế dấu chấm bằng dấu phẩy và thêm chữ mét vuông này vào. Ở đây thì chúng ta sẽ viết cái này mình sẽ convert ra các bạn nhé.
cộng cho mét vuông thì mình sẽ convert cái này ra. Convert cái diện tích này ra kiểu n và cha phải này. Kiểu là sau đó mình sẽ cộng thêm mét vuông. Ở đây thì các bạn thấy mình đã có ra là mét vuông rồi các bạn nhé. Đây mình sẽ có một dấu cách Rồi thì đây các bạn thấy mình đã ra được là 40 mét vuông. Ở đây mình sẽ là s diện tích, ví dụ như thế. Các bạn thêm dân n nữa các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ biến cái dấu chấm này thành dấu phẩy. Dấu chấm thành dấu phẩy thì chúng ta sẽ viết cái gì vậy? Chúng ta sẽ viết cái này thành và nằm trong hàm là replay. Câu kết này. Replay này. Mở ngoặc nè. Cái convert này nè. Phẩy này. Convert dấu chấm này. Dấu chấm này. Thành dấu phẩy. Đóng ngoặc lại. Ok, và chúng ta sẽ test chương trình. Đây các bạn. Chương trình của chúng ta ở đây thì các bạn thấy là 50,8 mét vuông, 16,9 mét vuông. Ok. Thì chúng ta đã làm được xong cái phần số 2. Cột số 2. Cột số 3 là hiển thị thông tin giá dưới dạng chuẩn, ví dụ như là 1.700.000. Để đây các bạn thấy. Thì ở đây chúng ta sẽ sửa là cái giá, cái giá của mình nhập vào. Ở đây cái giá mình nhập vào là 9 triệu thì mình ghi là 9.000 các bạn. Ví dụ như thế. Đây 9 triệu thì mình ghi là 9 triệu. 96 số 0. 8 triệu là thêm 3 số 0 nữa. Thêm 3 số 0 nữa. Ok, ở đây mình sẽ thêm cho không ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ viết là câu lệnh tiếp theo. Select. Sau from nhà trọ này. Ở đây chúng ta sẽ select cái giá phòng này. Ok các bạn, cái giá phòng này chúng ta sẽ convert nó thành là chấm 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 chấm. Đây nha, ví dụ 9 triệu. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu là mà copy cái này xuống các bạn. Sau đó mình sẽ là cut này, mình sẽ là convert nữa này. Qua kiểu varchar phải này. Ở đây thì các bạn thấy khi mình convert nó ra cái tự như thế này các bạn. Ở đây là hệ thập lục phân các bạn. Ở đây thì các bạn muốn chỉnh nó ra theo con số bình thường thì các bạn vào trong cái bảng nhà trọ này. Hôm trước chúng ta bài trước chúng ta là làm nhưng mà mình làm sai cái kiểu dữ liệu. Thì cái kiểu mà giá phòng này do chúng ta để con số lớn quá. Giá phòng này con số lớn quá thì các bạn sẽ để này là kiểu money. Kiểu money. Có nghĩa là giá phòng thì chúng ta sẽ để kiểu là tiền tệ. Bởi vì chúng ta để tới hàng triệu. Chúng ta lưu lại. Sau đó thì chúng ta sẽ qua chạy lại câu lệnh này. Này. Thì các bạn thấy ở đây kiểu tiền tệ của chúng ta thì nó sẽ chạy convert ra kiểu varchar nhưng nó như thế này thôi. Và công cái mong muốn của chúng ta là 9 này, 9 triệu là 9.00. Được chưa? Ví dụ như thế. .000 nữa.
Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ viết như thế này thôi. Thì ở đây các bạn lên trên Google á, bạn search cái từ khóa là con vật này. Con vật SQL. Ở đây các bạn vào trong cái trang mà W3School này. Trang nào cũng được hết á. Con vật, xem cái hàm con vật. Thì hàm con vật của chúng ta nó sẽ là truyền vào hai tham số. Tham số đầu tiên là cái kiểu dữ liệu bạn muốn con vật. Thứ hai là cái giá trị. Và cái đây là cú pháp của nó. Đây là cái kiểu dữ liệu này. Express và cái style, cái style này. Các bạn convert cái kiểu size, bạn xem cái style này. Cái style của bạn là gì? Nếu mà style của bạn là bạn convert cái kiểu đây thì nó sẽ convert như thế này. Đây các kiểu đây của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ convert. Nếu bạn convert float này sang kiểu real. Được chưa? Thì chúng ta một là maximum là 6 ký tự này. Không là 6 ký tự, một là 8 ký tự và hai là 16 ký tự này. Rồi, chúng ta convert kiểu money sang character. Đây là cái bài của chúng ta này. Chúng ta đang convert từ money sang character. Thì không thì nó sẽ là hai con số phía bên tay phải. Có nghĩa là mặc định nó bằng không, hai con số phía bên tay phải. Thì các bạn thấy của chúng ta đang là đang mặc định nó bằng không các bạn. Chấm hai con số phía bên tay phải. Đây. Được chưa? Còn ở đây là một và hai, một là hai con số bên tay phải và decimal, hai là bốn con số bên tay phải và decimal, of decimal. Rồi ở đây thì chúng ta là phẩy một, ví dụ chúng ta phẩy một, bình thường nó mặc định là mặt phẩy không, các bạn không biết phẩy gì thì phẩy không. Đây thì các bạn thấy nó định dạng ra chúng ta là kiểu là tiền tệ như thế này. Bạn nếu bạn để số 2 thì nó sẽ có bốn con số đây, bên thì phải đây các bạn thấy không? Đây là có bốn con số bên tay phải này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là một. Rồi. Và chúng ta sẽ như thế nào các bạn? Đây là đã đáp ứng được yêu cầu của bạn chúng ta chưa? Có nghĩa là trong bài toán của chúng ta nó bảo chúng ta là chỉ lấy là 1.700.000 thôi. Còn cái chúng ta nếu như này là chấm 700 bằng chấm 00 nữa. Ví dụ ở đây mình có hai số 0 nữa. Được chưa? Thì chúng ta sẽ bỏ hai số 0 cuối cùng đi. Hai số 0 cuối cùng đi thì chúng ta sẽ sử dụng là hàm let. Lấy từ bên phải qua bao nhiêu ký tự? N ký tự, chấm len ký tự. Từ đây qua đây là bao nhiêu ký tự đó. Sau đó là mình sẽ trừ bớt 3. 00 với lại dấu chấm là trừ bớt 3. Được chưa? Có nghĩa là hàm này chúng ta sẽ viết lại như thế này. Cái này là mình sẽ lấy cách này, này mình sẽ lấy từ phía bên tay trái qua, let là mình sử dụng hàm let. Cái chuỗi let, cái chuỗi mà mình muốn muốn lấy là chuỗi này, chuỗi có con số này. Sau đó mình sẽ đếm từ bên trái tới bên phải bao nhiêu cái tự, sử dụng hàm len. Hàm len là hàm đếm chuỗi. Trong cái này mình sẽ truyền vào cái chuỗi mình muốn đếm. Ok chưa? Đây là nó truyền vào cái chuỗi mình đếm. Sau đó mà trừ cho ba ký tự. Người ra ba ký tự là 00 chấm, số chấm và hai số 0, và chúng ta sẽ chạy chương trình này. Đây. Đây thì các bạn thấy chúng ta đã có được cái số tiền mà chúng ta mong muốn. Ok, ở đây thì các bạn sẽ áp tiền trọng, ví dụ như thế. Được chưa các bạn? Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm câu số 3 rồi. Trong cái câu số 3 này nó còn bị một cái lỗi nữa các bạn. Cái số tiền này là 1 triệu chấm 700 nghìn chấm 000. Còn cái giá trị của chúng ta ở đây là 9 triệu này. Không phải là dấu chấm mà ở đây là dấu phẩy. Dấu phẩy các bạn. 9 triệu phẩy 000 phẩy 00. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm một cái hàm replay nữa là sao các bạn. Replay này. Cái chuỗi chúng ta cần replay này. Chúng ta đi tìm
dấu chấm này, và chúng ta tìm dấu phẩy này, và chúng ta sẽ thay thế bằng dấu chấm. Đó thì cái bài của chúng ta là như thế. Cái này không khó nhưng mà khá là chi tiết luôn. Này rồi, ok, giờ là chúng ta đã làm đúng rồi. Tiếp theo là cột thứ tư là hiển thị thông tin mô tả, thì bạn select cái thông tin mô tả ra thôi. Cột số 5 là hiển thị ngày tháng, dưới dạng là ngày tháng năm. Đây câu này thì cũng không khó lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là select sao from vòng trỏ. Đây, ở đây chúng ta sẽ là cái ngày đăng, ngày đăng, và chúng ta sẽ convert ra thôi. Convert này, kiểu sang kiểu vacha phải. Rồi cái kiểu vacha của chúng ta là ngày tháng năm, thì quay lại cái bài lúc nãy, đây các bạn thấy chúng ta convert qua kiểu đây, chúng ta convert từ kiểu diagram này sang character này, và chúng ta muốn convert theo kiểu là ngày tháng năm. Đây ngày tháng năm, chứ mà ngày tháng năm theo kiểu là historian, ngày tháng năm gạch như này thì chúng ta sẽ bỏ cái mã số là 105 phẩy này, 105 này. Rồi ngày tháng năm, và chúng ta sẽ là s ngày đang, ok chưa? Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hiển thị thông tin người liên hệ. Ở đây là giới tính là nam thì ghi là anh, và chị là ghi là nữ là ghi chị. Ở đây thì các bạn qua bên phòng bên này bạn xem, thì chúng ta thấy ở đây cái nhà trọ này mà các bạn muốn hiển thị ra được cái giới tính, hiển thị anh chị thì tên người dùng ở đây, thì chúng ta sẽ inner zone qua bảng người dùng, và chúng ta sử dụng là key và when. Ở đây thì chúng ta sẽ viết câu lệnh select này như này, select sao from nhà trọ, sau đó chúng ta sẽ là inner zone người dùng on người dùng chấm mã người dùng bằng nhà trọ mã người dùng. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ select cái gì, select là cái giới tính các bạn, giới tính. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ viết cái hàm case này. Case giới tính when mà một á thì then anh này, anh gì đó cộng cho tên người dùng, when không then chị cộng tên người dùng. Ở đây thì các bạn thấy cái bài này thì nó không khó nhưng mà nó rất là nhiều from and as người đăng tin đó. Trên là lúc nãy mình biết gì sai thì gì ảnh. Ok,
Tiếp theo thì các bạn sẽ làm câu số cột số 7, số điện thoại liên hệ. Điện thoại liên hệ thì chúng ta sẽ không cần phải viết đâu. Tiếp theo là địa chỉ người liên hệ. Địa chỉ người liên hệ thì các bạn sẽ có cái cột địa chỉ. Địa chỉ người liên hệ nó sẽ bị trùng với cái cột thứ nhất rồi các bạn ơi. Người liên hệ có cái địa chỉ nữa các bạn. Nhà trọ. Người liên hệ thì nó sẽ nằm trong cái cột của người dùng các bạn ơi. Ở đây. Có nghĩa là thuê thì thuê ở đây. Số nhà đường và người liên hệ thì đây các bạn. Số nhà đường phường quận. Người liên hệ thì nó đã nằm bên cái mảng người dùng. Có nghĩa là bên này là nhà trọ chấm là số nhà này, đường này, phường quận. Ok, thì chỗ này chúng ta sẽ viết lại một chút chứ không là lát nữa nó sẽ bị lỗi. Là câu số 1 của chúng ta câu đang cùng đó. Thuê tại này, số nhà đường phường quận thì cái này bạn phải viết lại câu số 1 rồi nhé. Câu số 1 là nhà trọ này chấm số nhà này, đường này chấm đường này, phường này và quận này. Để là câu này và câu kia nó giống như nhau thôi á, nó khỏi bị nhầm. Rồi tiếp theo cái câu số 8 là chúng ta viết là người dùng và chúng ta sẽ ráp lại địa chỉ người liên hệ. Mình sẽ cho viết một câu địa chỉ người liên hệ thì select sao from người dùng, bởi vì câu này chúng ta sẽ initial hai bảng này lại nên với nhau nên là mình sẽ viết như vậy các bạn. Ok, cái này là người dùng chấm số nhà này cộng cho đường mình ghi ra, đường này cộng cho người dùng chấm đường này cộng cho cách là chấm phường người dùng chấm phường cộng cho quận người dùng chấm quận và chúng ta sẽ chạy thử câu này. Chúng ta có thể là viết thêm cái là số nhà ở phía trước nữa cũng được. Số nhà hay chấm này, cộng cho người dùng đó, ví dụ như thế. Rồi chúng ta chạy lên. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thêm cái phần này ở phía trước, sau đó thì mình sẽ add lại là địa chỉ liên hệ. Ok, đây là địa chỉ liên hệ. Đây là cột số mấy? Cột số 8, địa chỉ người liên hệ. Rồi. Cột số 1 này là địa chỉ phòng trọ. Cái này mình sẽ viết lại cho đúng các bạn nhé. Địa chỉ này là địa chỉ phòng trọ. Rồi. Đây là cái câu select của chúng ta. Cuộc select này hơi bị dài ấy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu viết cái câu lệnh này. Câu lệnh này thì chúng ta sẽ viết là gộp lại này, select sao from nhà trọ này, initial này với người dùng on nhà trọ chấm mã người dùng bằng người dùng chấm mã người dùng đó. From
Ok. Đó. Rồi. Cái câu số nhất. Câu số 1 của chúng ta là cho thuê tại. Đây, cho thuê tại. Câu trên C này, cho thuê tại này. Xóa dấu sao đây này. Đó. Cho thuê tại này. Phải này. Câu số 2 của chúng ta là gì mà? Là diện tích. Diện tích. Replay này, diện tích này. Phẩy này, xuống hàng này, diện tích này. À, bạn có thể chạy thử cho nó khỏi bị lỗi thì chúng ta sẽ kiểm soát được. Địa chỉ phòng trọ này, diện tích này. Tiếp theo là số 3 là giá phòng. Giá phòng. Đây, giá phòng ở đây các bạn. Giá phòng, tiền trọ, giá phòng là tiền trọ đấy. Diện tích này, phải này. Giá phòng này, chúng ta sẽ chạy từng câu một. Rồi, tiền trọ. Câu thứ tư là hiển thị thông tin mô tả của phòng trọ. Thông tin mô tả phòng trọ thì cái này thì các bạn là phải. À, mô tả. Đấy. Thông tin mô tả phòng trọ. Phải. Tiếp theo thì hiển thị thông tin là ngày đăng tin. Ngày đăng tin. Ngày đăng tin, ngày đăng tin đây các bạn. À. Ngày đăng tin. Rồi chúng ta sẽ chạy thử. Rồi, ngày đăng này, ngày tháng năm. Thứ sáu là hiển thị là người liên hệ. Người liên hệ là anh chị này, khay giới tính này các bạn này. Này. Người đăng tin này. Đó. Phẩy này. Người đăng tin này. Rồi, người đăng tin. Chạy lại cho phát cho nó. Rồi, người đăng tin nè. Tiếp theo là số điện thoại liên hệ. À, số điện thoại liên hệ. Số điện thoại liên hệ thì chúng ta phải điện à, người dùng chấm điện thoại. À, số điện thoại liên hệ. Rồi. Cái cuối cùng của chúng ta là đây cái số nhà à, địa chỉ người liên hệ. Rồi, địa chỉ người liên hệ này. Rồi. Đây là cái câu truy vấn của chúng ta. Đây là câu tư vấn của chúng ta các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ viết procedure của cho nó. Create from tìm phòng trọ HP này. Tìm kiếm nhà trọ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái tham số đầu vào các bạn. Đầu tiên là mình sẽ có là quận.
quận này, diện tích ngày đăng a còng này, quận này kiểu n va cha 50 đi, và bạn sẽ cho nó bằng n phần trăm, mà nó ví dụ như thế phần trăm để cho mình tìm gần đúng không. Tiếp theo là a cộng cái loại phòng trọ, loại nhà trọ bằng n va cha, chỗ này là n va cha 50 bằng n phần trăm phải. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ chia ra diện tích là từ min tới max, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm từ trong khoảng, ví dụ như là tìm khoảng là diện tích từ 10 mét vuông đến 30 mét vuông, ví dụ như thế. Giá phòng cũng như thế, ví dụ như là mình sẽ tìm giá phòng từ 5 tới 7 triệu, hoặc là từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ truyền vào một cái khoảng, nên chúng ta sẽ để là min max. Còn nếu mà các bạn truyền vào diện tích 30 mét vuông thì ví dụ như là nó sẽ rất là khó các bạn. Ví dụ như là mình truyền vào 30 mét vuông nhưng mà cái diện tích người ta là ví dụ như 29m5, mà ví dụ như là 29m5 ok chưa, mà các bạn tìm 30 mét vuông có nghĩa là mình sẽ tìm gần đúng, gần đúng thì nó sẽ không ra cái khoảng là 29m5 hoặc là 30m5 hoặc là 30m1, 30m2 thì nó sẽ không phải là 30m5 mà 30 mét vuông các bạn nhé. Nên là mình sẽ tìm là từ min tới max là như thế. Và chúng ta sẽ viết cái chỗ này, mình sẽ cho là if này, if mà cái diện tích, diện tích min này mà bằng null, is null, thì chúng ta sẽ select a cộng diện tích min này bằng min, cái diện tích ok chưa, tương tự như thế. Các phần kia đó, nếu mà diện tích max mà null thì mình sẽ select cái diện tích max là bằng max cái diện tích, tiếp theo giá phòng min. Ở đây thì mình sẽ copy min max như thế này cho nó nhanh. Giá phòng min này, giá phòng max này, giá phòng min này, giá phòng max này, và cái ngày đăng tin là ngày min này, và cái ngày max. Ok, giá phòng thì mình sẽ là giá phòng, ngày đăng tin, ngày đăng, các bạn kiểm tra lại nghe, diện tích này, diện tích min, diện tích, diện tích max, diện tích max, diện tích, giá phòng min, giá phòng min, giá phòng, giá phòng max, ngày đăng tin min và ngày đăng tin max. Ở đây thì các bạn sẽ bỏ cái này vào trong một lệnh các bạn. Hơn đây chúng ta begin này. Đây. Các bạn bỏ cái này vô trong cái begin end này. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ có câu lệnh select, câu lệnh select của chúng ta ở đây các bạn. Lại select tìm kiếm ok nha,
select này, from nhà trọ Innozone, và chúng ta tìm kiếm cái gì ở đây, chúng ta where này, where cái gì, where cái này, phường quận bằng a cộng quận and and cái gì các bạn, quận loại nhà trọ cái loại nhà trọ, loại nhà trọ thì nó sẽ là chúng ta sẽ Innozone qua cái bảng nhà trọ đấy các bạn, zone qua cái loại nhà trọ, loại nhà on loại nhà chấm mã loại nhà bằng nhà trọ chấm mã loại nhà. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ là loại nhà chấm tên loại nhà bằng cái này chúng ta sử dụng like các bạn nhé. Rồi cái loại nhà chấm tên loại nhà, like a cộng loại nhà, loại nhà trọ này, and and cái diện tích, Bitcoin dưới là a cộng diện tích min and a cộng diện tích max, ok chưa, and cái giá phòng trọ, giá phòng Bitcoin a cộng giá phòng min and a cộng giá phòng max and ngày đăng. Cái này thì các bạn có thể sử dụng lớn hơn bảng được, lớn hơn bảng a cộng ngày đăng min. Ngày đăng nhỏ hơn bằng a cộng ngày đăng mắt đó, câu lệnh của chúng ta rất là dài và chúng ta sẽ thực thi câu lệnh này. Nó sẽ báo lỗi ngay chỗ cái quận các bạn. Cái quận này là nó đang không biết là cái quận này là của thằng loại nhà hay là quận này của thằng người dùng đó. Thì đây là mình đang tìm cái nhà trọ, nhà trọ thì có nghĩa là cái quận này của thằng nhà trọ đó. Cái địa điểm của cái phòng trọ này ở quận nào chứ người ta không tìm cái quận của người cho thuê. Rồi chúng ta sẽ chạy câu này. Ở đây thì chúng ta đã thực hiện thành công tạo ra cái thủ tục tìm kiếm nhà trọ và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện là tìm kiếm, thực hiện câu tư vấn là execute tìm kiếm nhà trọ này. Ở đây chúng ta chỉ cần truyền vào cái tham số này, quận, ở đây chúng ta sẽ là quận gì.
Ví dụ chúng ta là tìm được thầy Châu này, đó. Thầy Châu này. Sau đó thì mình sẽ tới tham số gì? Loại nhà trọ. Loại nhà cỏ, loại nhà. Loại nhà của chúng ta thì làm sao bảng loại nhà này không? Ví dụ như là chung cư. Này mình sẽ có là loại nhà là chung cư 1, loại nhà 11 là bằng chung cư đấy các bạn. Rồi chúng ta thấy ở đây thì chúng ta truyền vào là cái quận và cái loại nhà, thì chúng ta đã tìm ra được là hai căn. Đó, ví dụ như thế. Đây thì ví dụ như là mình ghi là chung cư như thế này thì có được không? Không được. Đây mình phải tìm kiếm theo like mà không like phần trăm các bạn nhé. Các bạn sửa lại cái câu lệnh phía đây một tí là nó sẽ tìm kiếm theo like phần trăm được. Cái này bạn sửa lại cái này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra kiếm nó ra được thông tin. Ở đây là do chúng ta xét các cái thuộc tính còn lại là có thể nhận giá trị null, có nghĩa là nếu mà các bạn không truyền vào thì nhận giá trị null. Null min không có thì lấy là diện tích là nhỏ nhất, max không có lấy diện tích là lớn nhất. Ở đây là mình đã tính tới trường hợp người dùng không truyền vào rồi. Thì các bạn thấy đây là cái câu của chúng ta, bài này của chúng ta khá là dài. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm nè, dán lại này. Tiếp theo là gì mà diện tích min và max diện tích, chúng ta sẽ xem lại là quận Hải Châu này, Hải Châu này diện tích min của chúng ta là 35 này, 35 mét vuông, ở đây 30.5 thì mình sẽ không tìm ra này. Đó. Ở đây thì mình sẽ tìm ra hai phòng trọ này và diện tích min của chúng ta là 35 mét. Ok, bạn thấy này, 35 mét này. Lớn hơn 40 mét thì nó sẽ lớn hơn, ví dụ như thế. Ở đây thì các bạn có thể test lại những cái trường hợp khác. Đây là kết quả chương trình của chúng ta.